Yêu cầu của đề bài là khi điện áp ắc quy thấp thì có điện qua đèn hay không, và khi điện áp của ắc quy cao thì có điện qua đèn hay không. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách phân tích cái mạch điện này. Đây thực ra đây là một cái mạch điện của cái tiết chế. Đây là chân B, đây là chân E, và cái cuộn dây rotor, cuộn dây kích từ được thay thế bằng bóng đèn cho chúng ta dễ theo dõi. Và đây chính là chân F của cái tiết chế. Thì cái cách mình xem xét cái mạch điện là như sau. Cái bóng đèn này thì do con T2 này điều khiển. Cái này là mình đang quan sát ngược. Bóng đèn do T2 này điều khiển, T2 do T1 điều khiển, T1 do cái D1 này điều khiển, và D1 do cái cầu phân áp này R1, R2 này điều khiển. Và cái cầu phân áp này thì lại do cái nguồn điện, tức là nguồn của ắc quy điều khiển. Hay nói theo cái cách thuận thì chúng ta hiểu như vậy: khi nguồn điện mà thay đổi thì sẽ làm cho cái cầu phân áp này, giá trị điện áp ở tại điểm này thay đổi. Khi giá trị điện áp tại điểm này thay đổi thì sẽ làm cho con D1 này nó sẽ chuyển trạng thái từ dẫn qua ngắt, hoặc ngắt qua dẫn. Thì D1 này thay đổi sẽ làm cho T1 này thay đổi, T1 này thay đổi sẽ làm cho T2 này thay đổi, T2 này thay đổi sẽ làm cho cái trạng thái của đèn này thay đổi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái hoạt động khi ở điện áp thấp. Khi ở điện áp thấp thì điện áp tại điểm này, điện áp tại điểm này thấp, thì con diode Zener này, tức là điện áp tại chỗ này nó không có cao ha, thì con diode Zener này ngắt, D1 ngắt, D1 ngắt thì làm như T1 ngắt, T1 ngắt, T1 ngắt, đây T1 ngắt thì làm cho T2 này dẫn, dòng kích của T2 đi à, giữa quy qua R0, qua D2, qua cực B của T2, qua cực E của T2, qua R3, rồi về mát. Rồi khi T2 có dòng kích thì nó sẽ có một cái kích, cái dòng lớn từ cực C qua cực E ha, dương ắc quy qua R0, qua D2, qua cực C của T2, qua cực E của T2, qua cực C của T2, qua đèn, rồi về mát. Rồi vậy thì lúc này, trong trường hợp này, đèn sẽ sáng. Thì trên máy phát là, tức là trong trường hợp chúng ta mới bật công tắc máy, thì cái cuộn dây rotor, cuộn dây kích từ sẽ được kích từ. Rồi qua trường hợp thứ hai là khi điện áp cao. Điện áp cao thì con diode Zener này nó sẽ cho dẫn, thì dòng kích nó sẽ dương ắc quy qua R0, qua cực E của T1, qua cực B của T1, qua D1, qua R2 về mát. Thì khi T1 có dòng kích như vậy thì nó sẽ dẫn, thì tức là lúc này cực C và cực E và cực C của T1 sẽ nối với nhau, giống vậy. Thì nó sẽ có cái dòng kích cho thằng cho con khi cực E và cực C của T1 nối nhau thì cái điện áp là điện áp tại điểm này do nó nối mà nó bằng điện áp tại điểm này, nên là con T2 này sẽ bị đẳng thế ngay chỗ này này bằng nhau. Hai chỗ này bằng nhau. Lúc này con T2 này sẽ ngắt do bị đẳng thế dương ở hai cực E và B của T2. Bây giờ tôi giải thích lại ha. Thì khi con T1 này nó dẫn nè, thì điện áp tại điểm này sẽ được nối vào cực B của T2, và điện áp tại điểm này thì cũng được nối vào tại cực E của T2. Nên là
điện áp của tài cực E và cực B của T2, điện áp nó bằng nhau, bị đẳng thế dương, nên là không có cái dòng đi theo chiều mũi tên, tức là nó có khác là không có dòng kích qua T2, thì làm cho T2 ngắt thì đèn không sáng. Chúng ta đã làm xong cái câu này ha.